Chào các em, cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Nguyễn Thị Thu Giang, giáo viên trường Trung học phổ thông Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tổ chức. Ở tiết học trước, các em đã được hướng dẫn ôn tập chủ đề pháp luật và đời sống. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập chủ đề tiếp theo, đó là thực hiện pháp luật. Với chủ đề này, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu hai phần. Phần thứ nhất là lý thuyết, tổng hợp kiến thức cơ bản, và phần thứ hai, luyện tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng ôn tập hai nội dung cơ bản. Một là khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật. Hai là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Bây giờ, cô mời các em vào đơn vị kiến thức đầu tiên. Một nhỏ, khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về khái niệm thực hiện pháp luật. Để tìm hiểu về khái niệm thực hiện pháp luật, thì trước tiên các em theo dõi cho cô ví dụ sau. Trên đường phố, người đi xe đạp, xe máy, ô tô tự giác dừng lại đúng nơi quy định, không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ. Hành vi này của người tham gia giao thông là phù hợp với quy định của pháp luật, tức là hành vi hợp pháp, mục đích là để đảm bảo an toàn giao thông, để đưa pháp luật giao thông đường bộ đi vào thực tiễn cuộc sống. Như vậy, từ ví dụ này, chúng ta có thể tiếp cận khái niệm thực hiện pháp luật như sau. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích nhằm đưa những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Đối với khái niệm này, các em chú ý cho cô những từ cô đã in đậm trên màn hình: có mục đích, đi vào cuộc sống hay hợp pháp. Như vậy, các em thấy các chủ thể khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội trong các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đều biết cách xử sự cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Và những quy định này được thể hiện thông qua các hình thức thực hiện pháp luật. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, đó là các hình thức thực hiện pháp luật. Chắc hẳn các em vẫn còn nhớ đó là các hình thức thực hiện pháp luật nào, đúng không ạ? Đó là sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. Chúng ta cùng tìm hiểu về các hình thức thực hiện pháp luật này. Thứ nhất, sử dụng pháp luật. Đây là việc cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm. Với khái niệm này, các em cũng lưu ý cho cô những từ khóa mà cô đã in đậm: sử dụng, quyền hay cho phép làm. Cô lấy ví dụ, công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh, tức là công dân tự do lựa chọn ngành, nghề, hình thức kinh doanh phù hợp với điều kiện, khả năng của bản thân. Ở đây các em thấy, công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh, tức là công dân chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm, hay đó chính là sử dụng pháp luật. Thứ hai, thi hành pháp luật là việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. Ví dụ, người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Nộp thuế là việc mà người sản xuất kinh doanh bắt buộc phải làm theo quy định của pháp luật. Thứ ba, tuân thủ pháp luật. Tức là cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm. Ví dụ, công dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật trên không gian mạng xã hội. Làm như vậy, tức là chúng ta đã tuân thủ pháp luật. Trái lại, nếu công dân đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là không tuân thủ pháp luật và công dân sẽ phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật. Ở đây các em thấy, bốn cô gái ở Lào Cai đã bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp nội dung sai sự thật về bệnh nhân COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam, và mức phạt dành cho mỗi cô gái này là 10 triệu đồng trên một người. Thứ tư, áp dụng pháp luật là việc mà các cơ quan công chức nhà nước căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra các quy định làm phát sinh hay chấm dứt
hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức. Ví dụ, chỉ có cán bộ quản lý thị trường mới có quyền xử phạt hành chính đối với những người sản xuất, kinh doanh các thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng. Như vậy, cô vừa khái quát giúp các em về bốn hình thức thực hiện pháp luật. Vậy bốn hình thức thực hiện pháp luật này có gì giống và khác nhau và bản chất thực sự của nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích bảng tổng hợp sau. Sử dụng pháp luật. Chủ thể ở đây là các cá nhân, tổ chức. Với nội dung là sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm. Như vậy, nói đến sử dụng pháp luật, tức là nói đến những điều, những việc mà cá nhân, tổ chức được làm. Thi hành pháp luật, chủ thể cũng là cá nhân, tổ chức. Nhưng nội dung ở đây là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. Như vậy, nói đến thi hành pháp luật là nói đến những điều, những việc mà cá nhân, tổ chức phải làm. Về tuân thủ pháp luật, chủ thể ở đây cũng là cá nhân, tổ chức, không làm những điều mà pháp luật cấm. Tức là nói đến tuân thủ pháp luật là nói đến những điều, những việc mà chúng ta không được làm. Áp dụng pháp luật, chủ thể là cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền. Ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức. Và ở đây các em thấy, nói đến áp dụng pháp luật, tức là nói đến việc cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền phải hoạt động theo trình tự, thủ tục, theo quy định của pháp luật. Chúng ta vừa khái quát bốn hình thức thực hiện pháp luật. Ở đây các em thấy, xét về chủ thể. Áp dụng pháp luật với chủ thể là cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền. Vậy, chỉ có cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền mới có quyền áp dụng pháp luật và phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Còn xét về bản chất, nói đến sử dụng pháp luật là nói đến việc thực hiện quyền của công dân. Tức là công dân có thể thực hiện, có thể không thực hiện mà không bị bắt buộc. Còn các hình thức thực hiện pháp luật khác đều buộc chủ thể phải thực hiện. Trên đây là những dấu hiệu cơ bản để chúng ta nhận biết và phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật. Cô hy vọng với những dấu hiệu này, các em sẽ nhận diện và làm bài tập một cách nhanh chóng và chính xác. Tiếp theo, cô mời các em sang đơn vị kiến thức thứ hai của bài, đó là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Đối với đơn vị kiến thức này, cô sẽ giới thiệu với các em ba nội dung. Một là vi phạm pháp luật, hai là trách nhiệm pháp lý, và ba là các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Bây giờ chúng ta vào nội dung đầu tiên, vi phạm pháp luật. Để nhận biết một hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật thì chúng ta có thể căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật. Có 3 dấu hiệu để nhận biết về hành vi vi phạm pháp luật. 1. Là hành vi trái pháp luật. 2. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 3. Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Vậy chúng ta hiểu thế nào là hành vi trái pháp luật? Các em lưu ý cho cô, hành vi trái pháp luật tức là làm trái những quy định của pháp luật, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Hành vi này có thể là hành động hoặc không hành động. Vậy chúng ta hiểu hành động hay không hành động như thế nào là trái pháp luật? Thì các em lưu ý cho cô, hành động trái pháp luật tức là làm những điều mà pháp luật cấm, hay đó chính là không tuân thủ pháp luật. Còn không hành động tức là không làm những điều mà pháp luật quy định phải làm, hay đó chính là không thi hành pháp luật. Dấu hiệu thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Vậy người thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý? Các em có thể căn cứ vào những dấu hiệu sau. Thứ nhất, đạt độ tuổi theo quy định của pháp luật. Thứ hai, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. Thứ ba,
độc lập chịu trách nhiệm về hành vi mà mình đã thực hiện. Và ba dấu hiệu này, đặc biệt là về độ tuổi, thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu kỹ hơn trong phần trách nhiệm pháp lý. Dấu hiệu thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Lỗi ở đây được hiểu như thế nào? Các em ạ, lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, là trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt, nhưng vẫn cố ý hoặc vô tình để cho sự việc xảy ra. Như vậy, cho dù là lỗi cố ý hay là lỗi vô ý, thì đó vẫn là một trong những dấu hiệu để chúng ta xác định hành vi vi phạm pháp luật. Tóm lại, có 3 dấu hiệu để chúng ta nhận biết một hành vi vi phạm pháp luật. Và các em nhớ rằng nếu thiếu một trong 3 dấu hiệu này thì sẽ không đủ căn cứ để chúng ta khẳng định đó có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không. Từ các dấu hiệu này, chúng ta có thể tiếp cận khái niệm vi phạm pháp luật như sau. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ chủ thể nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, trách nhiệm pháp lý. Khái niệm. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Chịu trách nhiệm pháp lý là chịu hậu quả bất lợi về phía mình. Vậy, việc áp dụng trách nhiệm pháp lý thuộc về ai? Các em lưu ý cho cô, chỉ có cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền mới có quyền áp dụng trách nhiệm pháp lý. Vậy, việc áp dụng trách nhiệm pháp lý nhằm mục đích gì? Thứ nhất, buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật. Đối với người khác thì áp dụng trách nhiệm pháp lý sẽ có tác dụng giáo dục, răn đe để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật. Các em thân mến, vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý, và trong thực tiễn đời sống, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra khá đa dạng. Tuy nhiên, tùy vào đối tượng bị xâm phạm, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi gây ra mà người ta chia ra làm các loại vi phạm và trách nhiệm pháp lý. Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại trách nhiệm pháp lý. Cô tin là các em vẫn còn nhớ đó là những loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý nào đúng không ạ? Đó chính là vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự, vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính, vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự và vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật. Biểu hiện cụ thể của các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. Thứ nhất, về vi phạm hình sự. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và được quy định tại Bộ luật hình sự. Như vậy, có 3 dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết hành vi vi phạm hình sự. Một là đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Thứ hai, bị coi là tội phạm. Và thứ ba là được quy định tại Bộ luật hình sự. Người vi phạm hình sự sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, tức là phải chấp hành hình phạt theo quyết định của tòa án. Và các em lưu ý, chỉ có tòa án mới có quyền áp dụng trách nhiệm hình sự thông qua các hình phạt. Hình phạt cao nhất là tử hình và hình phạt thấp nhất chính là cảnh cáo. Người ta cũng quy định thành 4 loại tội phạm là tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Và chỉ có vi phạm hình sự mới bị coi là tội phạm. Còn các loại vi phạm pháp luật khác, người ta chỉ gọi là người vi phạm thôi các em nhé. Theo trách nhiệm hình sự thì từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
đối với người chưa thành niên, tức là từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi, khi phạm tội thì sẽ được áp dụng theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu. Điều này cũng thể hiện tính nhân đạo trong hệ thống pháp luật của Việt Nam ta. Thứ hai là vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước. Như vậy, dấu hiệu nào giúp chúng ta phân biệt vi phạm hành chính và vi phạm hình sự? Các em lưu ý, vi phạm hành chính tức là chủ thể vi phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà chưa bị coi là tội phạm. Đây chính là dấu hiệu giúp chúng ta phân biệt các em nhé. Vi phạm hành chính sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính. Theo đó, từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, người vi phạm hành chính sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính do lỗi cố ý. Còn từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi lỗi vi phạm hành chính của mình. Các hình thức xử phạt hành chính như là cảnh cáo, phạt tiền hay một số hình thức phạt bổ sung khác. Thứ ba, vi phạm dân sự. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Các em còn nhớ về quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân không ạ? Quan hệ tài sản tức là quan hệ giữa con người với con người liên quan đến tài sản, như là quan hệ sở hữu hay quan hệ hợp đồng. Còn quan hệ nhân thân tức là gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác. Ví dụ như quyền được khai sinh, quyền được đảm bảo bí mật đời tư hay quyền được xác định giới tính. Người vi phạm dân sự sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự. Và các em lưu ý cho cô, từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, khi tham gia vào các giao dịch dân sự thì phải được sự đồng ý của những người đại diện theo quy định của pháp luật. Thứ tư là vi phạm kỷ luật. Vi phạm kỷ luật chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động hay pháp luật hành chính bảo vệ. Người vi phạm kỷ luật sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật. Và các hình thức kỷ luật ở đây như là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác hoặc buộc thôi việc. Đây là các dấu hiệu cơ bản để chúng ta phân biệt và nhận biết về các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lý. Các em thân mến, như vậy là cô đã hướng dẫn xong các em về các kiến thức cơ bản của chủ đề thực hiện pháp luật. Để khái quát lại nội dung kiến thức cơ bản của bài, chúng ta có thể tham khảo cho cô sơ đồ sau. Thực hiện pháp luật. Khái niệm thực hiện pháp luật. Các hình thức thực hiện pháp luật. Khái niệm vi phạm pháp luật. Khái niệm trách nhiệm pháp lý. Các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lý. Với sơ đồ tư duy này, cô hy vọng sẽ giúp các em hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng ghi nhớ để các em có thể làm bài tập một cách hiệu quả hơn. Tiếp theo, cô mời các em sang phần thứ hai của phần ôn tập ngày hôm nay, đó chính là phần luyện tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với phần này, cô giới thiệu với các em 10 câu hỏi theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chúng ta vào câu hỏi đầu tiên. Câu 1. Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều. Cộng đồng hướng tới. Cá nhân đề xuất. Mà pháp luật cấm. Tập thể quan tâm. Câu hỏi trong đề tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Đối với câu hỏi này thì buộc chúng ta phải ghi nhớ khái niệm tuân thủ pháp luật chính là việc các cá nhân tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm. Phương án chính xác là phương án C. Câu 2. Việc cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là giáo dục pháp luật, áp dụng pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật.
Câu hỏi trong đề chính thức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Với câu hỏi này, chúng ta xác định chủ thể ở đây là cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền. Vậy đây chính là áp dụng pháp luật, phương án B. Câu 3. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây? Ổn định ngân sách quốc gia, đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân, cắt giảm nguồn vốn viện trợ, kiềm chế những việc làm trái pháp luật. Câu hỏi trong đề tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Với câu hỏi này, các em thấy người ta hỏi về mục đích của trách nhiệm pháp lý. Thì một trong hai mục đích mà chúng ta vừa được ôn tập chính là kiềm chế những việc làm trái pháp luật. Đáp án D là đáp án chính xác. Câu 4. Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm. Cần đề cao uy tín người làm chứng. Phải có năng lực trách nhiệm pháp lý. Công khai bày tỏ quan điểm cá nhân. Chủ động chuyển quyền nhân thân. Câu hỏi trong đề chính thức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Với câu hỏi này, từ khóa là người ta yêu cầu chúng ta xác định dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật. Thì một trong ba dấu hiệu đó chính là phải do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, phương án B. Câu 5. Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi nào sau đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự? Giao điện hoa không đúng thỏa thuận, từ chối cách ly y tế tập trung, bí mật che giấu tội phạm hay hút thuốc lá nơi công cộng? Đây là câu hỏi trong đề tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Câu hỏi yêu cầu chúng ta xác định về vi phạm pháp luật dân sự. Nói đến vi phạm pháp luật dân sự thì các em chú ý cho cô, nó liên quan đến vấn đề tài sản hay vấn đề nhân thân. Vậy xét các đáp án, chúng ta thấy hút thuốc lá nơi công cộng là vi phạm hành chính, bí mật che giấu tội phạm là vi phạm hình sự, từ chối cách ly y tế tập trung thì tùy theo mức độ có thể là vi phạm hành chính nhưng cũng có thể là vi phạm hình sự. Vậy đáp án phù hợp ở đây là đáp án A, giao điện hoa không đúng thỏa thuận. Và chúng ta thấy đáp án này cũng đề cập đến quan hệ tài sản, quan hệ hợp đồng. Câu 6. Công chức, viên chức nhà nước vi phạm kỷ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? Công khai danh tính người tố cáo, tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự, đề xuất người giám hộ bị can, theo dõi việc khôi phục hiện trường. Câu hỏi trong đề chính thức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Với câu hỏi này, chúng ta thấy họ yêu cầu chúng ta xác định vi phạm kỷ luật. Thì chúng ta nhận thấy cả 3 phương án B, C và D đều nói đến quyền của công dân. Vậy phương án ở đây là phương án A, công khai danh tính người tố cáo. Và các em cũng biết công chức, viên chức nhà nước không được công khai danh tính người tố cáo. Đây là hành vi vi phạm kỷ luật. Câu 7. Ngày 2 tháng 4 năm 2020, hai vợ chồng anh Hát đã bị lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình lập biên bản xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Mức phạt là 200.000 đồng trên một người. Vợ chồng anh Hát đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? Hình sự, hành chính, kỷ luật hay dân sự? Câu hỏi yêu cầu chúng ta xác định vi phạm pháp luật nào? Căn cứ vào dấu hiệu không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các em chú ý, hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hiện nay bị xử phạt theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Vì vậy, hành vi này là vi phạm hành chính, phương án B. Câu 8. Chị N chia sẻ bài viết đúng sự thật trên mạng xã hội về nội dung hướng dẫn cách phòng chống COVID-19 cho người dân. Chị N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? Áp dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật,
sử dụng pháp luật hay thi hành pháp luật. Các em thấy câu hỏi yêu cầu chúng ta xác định hình thức thực hiện pháp luật. Căn cứ vào hành vi của chị N là chia sẻ bài viết đúng sự thật, tức là chị N đã thực hiện quyền của mình một cách phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy đây chính là hình thức sử dụng pháp luật, đáp án C. Câu 9, các em thấy đây là một câu hỏi vận dụng cao. Vậy đối với những câu hỏi vận dụng cao thì luôn luôn có rất là nhiều nhân vật trong câu dẫn. Chính vì vậy mà nó thường làm chúng ta bị rối. Vậy đối với những câu hỏi này thì chúng ta nên làm như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng cao. Với những câu hỏi này thì các em lưu ý, việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta cần xác định câu hỏi xem người ta hỏi cái gì. Ở câu 9 này, người ta hỏi ai đã áp dụng pháp luật? Các em nhớ lại, để phân biệt áp dụng pháp luật với các hình thức thực hiện pháp luật khác thì chúng ta căn cứ vào chủ thể. Chủ thể của áp dụng pháp luật chỉ có thể là cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền. Khi xác định được yêu cầu của câu hỏi như vậy, chúng ta quay trở lại với câu dẫn để tìm những chi tiết phù hợp với yêu cầu của câu hỏi. Câu dẫn của câu 9 là chị A kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Quy nhưng bị ông Quy từ chối và lập biên bản xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra xô xát. Con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị A vì tội gây rối trật tự công cộng. Trong câu dẫn này, các em thấy chỉ có hai nhân vật phù hợp với yêu cầu của câu hỏi, đó là ông Quy là trưởng đoàn thanh tra và ông D là trưởng công an phường. Vậy chúng ta sẽ cùng xem hành vi của các ông có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Ở đây, ông Quy đã từ chối và lập biên bản xử phạt chị A vì chị bán thực phẩm chức năng giả. Ông D sau khi xác minh cũng tiến hành lập biên bản xử phạt chị A vì tội gây rối trật tự công cộng. Như vậy, hành vi của ông Quy và ông D là đúng quy định của pháp luật. Tức là các ông đã áp dụng pháp luật. Nên phương án phù hợp ở đây là phương án A, ông D và ông Quy. Câu 10 cũng là một câu hỏi vận dụng cao nên chúng ta sẽ tiến hành làm theo những kỹ năng mà cô đã phân tích cho các em trong câu số 9. Ở đây chúng ta xác định câu hỏi của câu 10, đó là ai đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật? Chúng ta sẽ quay lại câu dẫn để tìm những cái chi tiết phù hợp với yêu cầu của câu hỏi này. Câu dẫn của câu 10 là ông V là giám đốc, chị N là trưởng phòng tài vụ, anh B là nhân viên cùng công tác tại Sở X. Phát hiện ông V cùng chị N lập chứng từ giả rút 1 tỷ đồng của cơ quan để cho vay nặng lãi. Anh B đã báo với bà K là lãnh đạo cơ quan chức năng. Do bà K sơ ý làm lộ thông tin và biết anh B là người tố cáo mình, ông V đã điều chuyển anh B sang bộ phận khác không đúng với chuyên môn của anh. Bức xúc, anh B đã phun sơn làm bẩn tường nhà ông V. Trong tình huống này, các em thấy có 4 nhân vật. Đó là ông V là giám đốc, chị N là trưởng phòng tài vụ. Chúng ta thấy ông V cùng chị N lập chứng từ giả giúp 1 tỷ đồng của cơ quan để cho vay nặng lãi. Vậy chắc chắn hành vi của ông V và chị N đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật. Nhân vật tiếp theo là anh B. Anh đã phun sơn làm bẩn tường nhà ông V. Vậy anh phải chịu trách nhiệm dân sự. Bà K là lãnh đạo cơ quan chức năng nhưng lại sơ ý làm lộ thông tin. Vì vậy bà K sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật. Như vậy, phù hợp với yêu cầu của đề bài là ai đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật thì chúng ta lựa chọn được hai nhân vật, đó là ông V và chị N. Đáp án đúng là đáp án D.
Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em ôn tập xong chủ đề thực hiện pháp luật. Cô hy vọng với những kỹ năng và kiến thức mà cô vừa truyền tải cho các em sẽ giúp các em ghi nhớ, ôn tập kiến thức và làm được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới. Cô xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các em. Chúc các em sức khỏe và học tốt. Chào thân ái.